hồi sinh lại chiếc ẹt 135 mẫu GB đời 2011 đến 2014 hai cho anh em mình là ngoài anh shop sau khi tư vấn thì mình đã chốt với anh trai ở Thời Sơn An Giang full bộ dàn áo tem và bộ bộ e đầy đủ theo yêu cầu của anh trai bên mình mũ nhám mũ móng đầy đủ cho anh anh em nha bên mình thì giá cả sát đáy thị trường không chỉ là bán hàng mà bên mình là trao uy tín trao niềm tin của anh em đến khi mua hàng tại shop cho nên anh em cần gì cứ liên hệ trực tiếp với mình Trước tiên đóng hàng thì mình có bung ra kiểm tra Thứ nhất dàn áo có vấn đề gì không Gãi, trầy hay vấn đề gì trước khi đóng hàng cho anh em Tiện gửi video hình ảnh cho anh em tham khảo trước Và sau khi đóng hàng Đó dạng mũ bóng thì bên mình chấp đối với 135 thì có 10 món nha anh em quá tuyệt vời luôn hàng chính hãng cực nét cực căng anh em về cứ khui ra kiểm tra giúp mình đồ dinh hãng nhìn nước sơn dàn áo là chắc nha anh em đối với tem thì đầy đủ luôn theo quy cách đóng gói của bên hãng tem cánh bẩn tem ốp không sườn logo đầy đủ luôn cho anh em về anh em sau khi ráp lên xe chỉ việc dán mà thôi tem dinh dính dính dinh quy cách chuẩn nha anh em đối với mụn nhám của 135 thì bên mình là 11 món tổng 21 món cho một con xe 135 năm số hay là anh em còn gọi là F11 và anh trai có nhờ mình mua thêm bộ bao tử gồm bốn món đầu tiên anh chỉ ba món thôi nhưng mà mình nói thôi lấy bốn món cho ảnh luôn không tính tiền thêm anh em nào có nhu cầu cần dọn các đời xe thì cứ liên hệ trực tiếp với mình ngọc anh shop nơi không chỉ là bán hàng mà bán cả uy tín cho anh em luôn